đâu. Giá leo gì nữa đây, slash đây đã hút kia nghe mà để mua thôi à. Thành phần không thể thiếu trong bún nước tương đó là bún, bún cộng nhỏ nghe các bạn. Bạn nhìn thấy có thích chưa? Đó. Khẩu phần ăn trưa của mấy chị em cơ quan mình đó nha. Hôm nay tổ chức tiệc chay, mình có thịt bò nha các bạn. Đầu bếp không chiên bầu đó, bé nó có bầu, bé lên cơ quan, cái bầu, cái bà chị.
chị đang có mặt của khu vực bò cho chị chăm sóc mấy chị cũng được. Uống đi. Xếp hình là cái một cái trò mà phát triển cái tỷ số IQ cho bé. Không biết sao, giờ nó có nói cái trường dạy học, cái môn học không, cái kênh bà làm anh ngon, anh hết luôn mà còn gì luôn. Ví dụ như đứa bé thằng nhỏ người ta sẽ anh đây giống đừng nghe
Ngon không? Bà ăn gì thôi, nó chơi chị 20 coi. Dạ, lắm chứ, mình cái ta thì thấp nó vậy cho anh nha, anh chậm nè, bà ăn xấu, ăn gì đâu mà chậm, ăn chơi không làm liền đi chứ đừng có cái hồi xưa á, hồi xưa ông nhỏ lúc mà bà già còn nhỏ nhung ở nhà làm gì em nấu ra một rổ củ đang vậy á, anh em kêu ông đâu ăn ớt cho quay phim, anh em trước bà bác kia bà già bác ăn củ này cũng hết luôn rồi, bạn không á giờ nhìn thấy củ đang là không dám ăn nữa, không được nữa luôn. Ngon ăn ăn thật đi. Bò tơ của chi á? Bò tơ của chi á? Ê, cái hợp đồng mình làm nhanh.